những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 truyền tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý vị thính giả đến với bản tin lúc 15 giờ. Phú Khánh cùng với Minh Lam xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 15 phút trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tinhtv.vn. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định xác minh tài sản thu thập. Châu Thành hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đảng theo kỳ quyết đề ra. Chi hơn 40 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo kỷ niệm 64 năm ngày sinh của nhà phu Nhật Bản EU khôi phục quyền tiếp cận tài chính cho bà Lan vừa qua thanh tra tỉnh Tây Ninh tiến hành công bố quyết định số 26 ngày 19 tháng 2 năm 2024 của chánh thanh tra tỉnh về việc xác minh tài sản thu nhập năm 2024 đối với bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023. Trong đợt này, thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với 39 người thuộc diện kê khai hàng năm công tác tại 8 cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh thủ trưởng các cơ quan địa phương quản lý những người được xác minh tài sản thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin của người được xác minh gửi về tổ xác minh chậm nhất 2 ngày kể từ ngày ký ban hành quyết định xác minh. Người được xác minh tài sản thu nhập tự rà soát có báo cáo đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về kê khai tài sản thu nhập gửi về tổ xác minh chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tổ chức công bố quyết định thời hạn xác minh 45 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài đến 90 ngày làm việc, tính từ ngày ký ban hành quyết định xác minh. Hiện nay, đảng bộ huyện Châu Thành có 58 tổ chức cơ sở đảng với 3.836 đảng viên, trong đó có 41 chi bộ cơ sở, 28 cơ quan, 11 sự nghiệp, 2 doanh nghiệp với 403 đảng viên và 17 đảng bộ cơ sở, 15 xã, thị trấn, 2 công an, quân sự, gồm 179 chi bộ trực thuộc với 3.433 đảng viên. Năm 2023, công tác tổ chức cơ sở đảng đảng viên trên địa bàn huyện hoàn thành 4 trên 4 chỉ tiêu xây dựng. Theo nghị quyết đề ra, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%, tỷ lệ đảng bộ các xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, phát triển 83 trên 79 đảng viên, sau nghị quyết năm đạt 105,06% trong đó các xã biên giới phát triển 30 trên 30 đảng viên đạt 100% so với nghị quyết năm công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ mới cho đảng viên 96 trường hợp tặng khánh mừng thọ cho đảng viên 90-95 tuổi năm trường hợp xét tặng tri hiệu, quy hiệu đảng 95 trường hợp tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng 397 trường hợp kính thưa quý vị, trong năm 2024, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh từ 0,03% đến 0,046%, tương đương từ 100 hộ đến 150 hộ. Theo đó, tỉnh sẽ chi ngân sách hơn 47 tỷ đồng để thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo tập trung xây dựng phát triển và nhân rộng các mô hình dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch khởi nghiệp khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm sinh kế bền vững thu nhập tốt nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu dịch bệnh cho người nghèo Ngoài ra, tỉnh tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, kinh tế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngày 23 tháng 4 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn và ma túy cả buổi trưa và tối. Trong ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 73 tổ công tác tuần tra, kiểm tra xử lý 41 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông, chỉ trong 15 ngày từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý 606 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp lái xe có sử dụng ma túy. Trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh, tai nạn giao thông nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia gây ra xảy ra chính vụ, làm chết 4 người, làm 7 người bị thương. Chiều ngày 22 tháng 2, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát tổ chức tập huấn diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng trực tiếp chữa cháy rừng. Theo tình huống giả định, một nhóm người dân Campuchia sang đốt lửa lấy mật ong, gây cháy lan sang lâm phần Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát. Nhân viên trực chống cháy tại tháp canh lửa Tà Nốt phát hiện tại khoảnh 1, tiểu khu 17, khu vực giáp đám tràm nước của trảng Tà Nốt, xuất hiện một đám cháy, ngay lập tức báo động bằng kẽn. Sau 15 phút, đám cháy lan ra nhiều điểm với tốc độ rất nhanh. Nhận được tin báo, trưởng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng vườn quốc gia điều động 40 người của các đội phòng cháy chữa cháy rừng trung tâm lò gò tân lập hòa hiệp và đội phòng cháy chữa cháy rừng văn phòng vườn quốc gia phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy rừng biên giới chữa cháy đồng thời điện thoại xin ban chỉ huy đồn biên phòng tân phú 831 hỗ trợ 15 chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã tân bình hỗ trợ 15 dân quân phối hợp tham gia chữa cháy sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 3 ngày tranh tài, từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2, giải bóng đá mừng đảng mừng xuân giáp thìn truyền hình Tây Ninh cấp TKB năm 2024 đã kép lại với sự thành công ngoài mong đợi. Giải đấu cũng đã để lại dấu ấn tốt trong lòng các đội bóng, các vận động viên, từ đó khẳng định vị thế của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh trong việc tổ chức, lan tỏa các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh nhà. Giải bóng đá mừng đảng mừng xuân giáp thịnh truyền hình Tây Ninh cấp TKB 2024 được tổ chức lần đầu tiên và đây cũng là lần đầu giải bóng đá dành cho bảy người được tổ chức với quy mô lớn dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở ban ngành lực lượng vũ trang trong tỉnh. Mặc dù chỉ là giải đấu phong trào, nhưng giải đấu bóng đá mừng đảng mừng xuân giáp thình truyền hình Tây Ninh cấp TKB lần thứ nhất năm 2024 đã thu hút 8 đội bóng với hơn 100 vận động viên tham gia. Trong ban ngày, đã diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn đầy kịch tính. Vận động viên của các đội bóng đã thi đấu với quyết tâm cao và có những pha bóng hay, bàn thắng đẹp được đông đảo cổ động viên nhiệt liệt cổ vũ. Ông Dạ Trân Quý, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cho biết. Phải nói là dưới góc độ của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái giải đấu là phải nói là có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa Đại phát thanh truyền hình Tây Ninh, đơn vị nhà tài trợ và kể cả là chỗ trung tâm huấn luyện của tỉnh hỗ trợ cho ban tổ chức để mà đến giờ này giải đấu là thành công. Thì 8 đội bóng tham gia thi đấu tranh tài thì ngày kết thúc giải thì có 81 bàn thắng. Điều đó chứng tỏ là các cái trận đấu là một ngày hậu vui và thi đấu trên tinh thần là rất là vô tư, thoải mái và nhiều bàn thắng đẹp. Có những cái bàn thắng có thể nói là cũng không thua kém gì các cái cầu thủ chuyên nghiệp. Trải qua các trận đấu kịch tính, đặc biệt là trận chung kết giữa hai đội bóng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hết sức sôi so động, kịch tính, mang lại nhiều cảm xúc và bất ngờ. Trận chung kết cũng đã thể hiện trình độ và bản lĩnh thi đấu, sự nỗ lực cố gắng của các cầu thủ hai đội xứng đáng gặp nhau trong trận chung kết và sự quan tâm xây dựng phong trào thể thao của các đơn vị. Vận động viên Nguyễn Tuấn Anh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chia sẻ. Đến với sân chơi này thì đội bóng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh thì cũng đến với tinh thần là giao lưu học hỏi cùng các cùng với các sở ban ngành trong tỉnh tây ninh chúng tôi là chơi cống hiến và cảm nhận là cái khâu tổ chức của ban tổ chức cũng như đơn vị tài trợ cùng các vận động viên rất fair play cũng như rất chu đáo đối với các đội bóng Cần theo vận động viên tô hữu quang sở giáo dục và đào tạo tây ninh chia sẻ Qua cái giải đấu thì nó rất là tài bản và nó tạo sân chơi rất hấp dẫn cho các trận đồng viên. Mong rằng các giải đấu sau nó sẽ duy trì và kết hợp được các những cái đơn vị tài trợ để phát triển cho cái giải thành công hơn. Không chỉ ban tổ chức giải đấu, các đồng viên mà sự thành công của giải đấu lần này cũng thu hút sự quan tâm của nhà tài trợ và mong muốn giải đấu sẽ tiếp tục duy trì hàng năm để phát triển phong trào bóng đá trên toàn tỉnh. Chị Võ Thị Kim Thoa, giám đốc điều hành công ty cổ phần M&E TKB, tà nhà tài trợ chính cho biết. Cũng cảm ơn những cái đội bóng, những cái cầu thủ họ đã thi đấu hết mình, góp phần tạo nên một cái mùa giải thành công như hôm nay. Thì chia sẻ về định hướng của công ty thì TKB cũng rất là quan tâm đến những cái hoạt động uh, xã hội uh, vì cộng đồng, uh, những cái hoạt động thiện nguyện cho nên là TKB cũng hy vọng sắp tới sẽ có cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng với đài truyền hình Tây Ninh tạo nên uh, cái quy mô giải đấu hoành tráng hơn nữa cũng thu hút được uh, nhiều cái đội bóng tham gia hơn. Giải bóng đá Mừng Cảng Mừng Xuân Giáp Thịnh truyền hình Tây Ninh cấp TKB năm 2024 được tổ chức đã tạo một sân chơi lành mạnh cũng như tạo không khí hân hoan trong những ngày đầu năm mới cho các vận động viên là các cán bộ công chức viên chức người lao động của các sở ban ngành lực lượng vũ trang trong tỉnh qua đó xây dựng sự đoàn kết gắn bó với nhau và đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và ngay sau đây sẽ được chuyển sang những thông tin thời sự trong nước và thế giới được khai thác từ nguồn Thông tấn xã Việt Nam. Trước hết là phần tin trong nước. Kính thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày sinh của nhà vua Nhật Bản Naruhito, 23 tháng 2 năm 1960, 23 tháng 2 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tới dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu kỵ Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai gửi thông điệp chúc mừng tại buổi lễ thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn gửi tới đại sứ nhật bản và phu nhân qua đại sứ gửi tới nhà vua hoàng hậu và hoàng gia chính phủ và nhân dân nhật bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất Nhật Bản là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam với sự phung đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam Nhật Bản đã và đang phát triển nhanh chóng mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á năm 2014. Theo cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 2 đến nay, tại miền Bắc, trừ 3 hồ thủy điện là Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang, Lưu lượng nước về các hồ thủy điện khác thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 48 cho đến 98% trung bình nhiều năm. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, miền Nam, các hồ có nước về nhiều, phần lớn đạt sắp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Để đảm bảo cung ứng điện, miền Bắc sẽ tiết kiệm phát thủy điện, đặc biệt là ở những hồ có mực nước thấp để giữ nước, đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng 2024 tại miền trung và miền nam ngành điện sẽ huy động tối đa các thủy điện đang xả các nhà máy còn lại khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch rà soát và nhu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn thành phố. Việc này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Theo đó, ngoài việc Hà Nội sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, mà còn được khảo sát để lắp đặt hệ thống camera giám sát. Từ đầu năm 2024, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường. Bên cạnh đó, các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô như giảm lãi suất, ổn định tỷ giá và kích cầu tiêu dùng đã và đang thấm dần vào nền kinh tế. Dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp vẫn mong tiếp tục duy trì các chính sách về tiền tệ, lãi suất để an tâm đẩy mạnh sản xuất. Theo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Tính đến giữa tháng 1 năm 2024, nhiều ngân hàng thương mại áp dụng biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở mức thấp, dao động từ 1,7 cho đến 3% một năm để đưa dòng tiền trở lại thị trường và kích cầu sản xuất kinh doanh. Ở đầu ra, lãi suất cho vay cũng giảm sâu, hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi theo biên độ khoảng 3,5%. Đây là mức lãi suất cho vay thấp nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại khi lãi suất cho vay nhanh chóng đi khi chưa thể phục hồi sản xuất sau chi trệ trong hai năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nói: Bên cạnh cái sự nỗ lực của doanh nghiệp thì chúng tôi rất là mong có sự vào cuộc và hỗ trợ tiếp sức của nhà nước. Chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái chương trình kích cầu. Vì với thông qua chương trình kích cầu này được hỗ trợ lãi suất thì doanh nghiệp mới mạnh dạng đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư theo chiều sâu, đầu tư đổi mới công nghệ vân vân về trung hạn và dài hạn, lãi suất sẽ còn phục vụ thuộc các yếu tố vĩ mô như diễn biến điều chỉnh lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Phép, tình hình xuất nhập khẩu, kiểm soát lạm phát. Do đó các doanh nghiệp rất mong chờ chính sách điều hành lãi suất ổn định trong năm nay để đảm bảo các đơn hàng đã ký kết, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Đó là hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm giữ lạm phát. Với cái chính sách đó thì tiếp tục duy trì các hệ thống cơ chế chính sách về tín dụng, về lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hiện nay thì cái chính sách lãi suất trong năm 2024 khi chúng ta bước vào đầu năm 2024 thì rất thuận lợi từ chính sách lãi suất hiện thấp cho đến các cái chính sách điều hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trung ương là hoàn toàn tạo một cái điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cũng như là cho cái mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất vẫn còn dư địa tiếp tục giảm. Tuy nhiên, việc ổn định lãi suất vẫn rất cần sự điều hành linh hoạt từ các giải pháp của chính phủ, ngân hàng nhà nước như ổn định tỷ giá kiểm soát lạm phát kích cầu tiêu dùng khơi thông các dòng vốn đang bị tắc nghẽn trong nền kinh tế Kính thưa quý vị, Ba Lan sẽ tiếp cận các khoản hỗ trợ tài chính lên tới 137 tỷ euro, tương đương 148 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ của Liên minh châu Âu-EU. Thông tin vừa được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố ngày 23 tháng 2, sau khi Warsaw thông báo đảo cược cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ tiền nhiệm. Phát biểu họp báo tại Warsaw, Chủ tịch EC von der Leyen đánh giá cao kế hoạch khôi phục trật tự tư pháp của chính quyền Thủ tướng Donald Trump. Bà Lan nói rõ EU sẽ bắt đầu giải ngân các khoản tiền dành cho Ba Lan từ tuần tới, gồm 60 tỷ euro từ các quỹ phục hồi hậu đại dịch COVID-19 và chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch và 76,5 tỷ euro từ các quỹ gắn kết giúp nâng cao mức sống người dân ở các nền kinh tế có trình độ phát triển thấp hơn trong EU. Ngày 23 tháng 2, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Trước đó, một số quốc gia châu Âu khác gồm Anh, Đức và Pháp cũng đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraina. Hai bên ký thỏa thuận an ninh chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm tròn 2 năm nổ ra cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina. Trước đó, một ngày Đan Mạch cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 247 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Ngày 22 tháng 2, Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất nới lỏng một số yêu cầu về môi trường đối với nông dân, đơn giản hóa việc quản lý và giảm bớt những cuộc kiểm tra tại chỗ. Những đề xuất này được cho là nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình của nông dân tại nhiều nước trong liên minh châu Âu EU. Ngày 23 tháng 2, nông dân Pháp đã đổ xuống đường biểu tình nhằm gây áp lực lên Tổng thống Emmanuel Macron trong bối cảnh ông chuẩn bị tham dự lễ khai mạc triển lãm nông trại quốc gia, một sự kiện lớn Dự kiến sẽ thu hút khoảng 600.000 người tham gia trong tổng thời gian 9 ngày. Ngày 22 tháng 2, tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã rút lại danh hiệu chú chó già nhất thế giới của Bobby, chú chó sống tại Bồ Đào Nha và đã qua đời tháng 10 năm ngoái ở tuổi 31. Tổ chức này cho rằng không có bằng chứng đủ thuyết phục về tuổi thọ của Bobby. Tổ chức kỷ lục Guinness cho biết, cơ sở dữ liệu chính thức của Bồ Đào Nha là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh tuổi của Bobby. Tuy nhiên, những chú chó sinh trước năm 2008 như Bobby lại không cần phải nộp giấy tờ chứng minh tuổi. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.